Ok, hello anh em. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game mới. Con game này tôi mới được tặng thôi. Chứ lúc đầu cũng không định chơi nó. Với lại thằng bạn tôi nó khen con game này dữ lắm. Nên giờ cũng chơi rồi. Thường cái gu của nó là không chơi mấy game này đâu. Chắc nó dụ tôi chơi thôi. Đây là con Dead West 3. Dares challenge Thì hình như là con game turn bay thôi luôn. Mấy cái nhân vật này giống như mấy cái nhân vật trên bàn cờ vậy. Thì gần như không có animation gì nha. Four. Có mà giữa xí ngầu tăng độ may gũi nữa. Nên may gũi thì hơi bị chua nha. Druid. Cái màu vàng, cái màu xanh. Căn phòng phép thuật thì ở đây 10 điểm. Rồi ok, coi sơ thì dạng như là đây một game tin bay theo luật Google Live. Chúng ta thì điều khiển được mấy nhân vật, bốn nhân vật hay gì á, mỗi nhân vật là như một quân cờ trên bàn cờ vậy đó. Thì cứ mà vô coi tìm hiểu thôi chơi xong. Mình cũng chưa chơi lần nào nên không biết, có thể mắc sai sót nhiều đó, anh em thông cảm rồi. Chịu khó ăn hành vài lần là thế nào cũng tiến bộ lên tí thôi. Footstep mà có tiếng bước chân nữa. Game này mà sao cần tiếng bước chân nữa ta? Cái giọng phù thủy rồi âm thanh hiệu ứng vậy. Giữa. Nó một. Who dares challenge me? Ai dám thử thách ta? Tạo một party gồm 4 nhân vật. Nhấn chuột trái để chọn nhân vật, chuột phải để xem thông tin gì đó. Thì ở đây có khá nhiều nhân vật nè. 1, 2, 3, 4. 4, 4. 9. 9 với 4 mặc định của mình đó là 13 nhân vật. Thì tôi nghĩ là nó phải có cái điều kiện rồi đó để mở phá mấy nhân vật cũ thôi. Như gặp tôi chọn em này nè. Bây giờ mình có 4 rồi. Nhấn nút F thì để xem thêm cái thông tin gì game. Nút F đâu? À, nhấn vô đây, nhấn vô cửa sổ này. Đồ hơi bị nhiều nha. Chịu khó đọc đó đi. Cũng khoảng 20 mục rồi. 15 mục. Lượt, thứ tự các lượt. Thì mỗi hero thì sẽ kết thúc cái lượt của họ sau khi mà quá giờ hành động. Nơi như là xong tụi mình thì tới tụi quái vật á. Lượng quái vật nè. Thì quái vật là chừng nào đến tuần con quái á, sắp tới tuần quái thì sẽ có dòng màu tím dưới chân. Mình có thể dựa vào đó để lên cái kế hoạch kia. Máu là giáp. Không có giới hạn máu tối đa. Vậy là mình có thể là cắn máu liên tục đó. Chấp nhận kháng phép. Thì tôi nghĩ kháng phép màu xanh dương còn giáp màu vàng thôi. Cơ bản là bản độn gì kẹt kẹt cầm có kẹt chính. Kẹt chính thì có thể sử dụng để tấn công hoặc là di chuyển kẹt phụ. Có thể chấp nhận một kẹt phụ, một hành động cho cái thẻ phụ này trước khi dùng cái thẻ chính. Vậy là phải dùng cái thẻ sẽ cầm trước rồi mới tới thẻ game ghi này. Thẻ phụ tới thẻ chính. Overham có hai nhân vật là dạng như bao dây đó, hai nhân vật mình bao dây một nhân vật thì nó sẽ cộng thêm 1 gram cho cái đòn tấn công của mình. Đối với những cái con quái mà nó lớn dạng 2x2x3x3 là cái kích thước mà mấy cái ô dưới chân á, tôi đoán vậy thôi. Tại vì nãy thấy con cây nó tới 2x2 á, thì có thể là cần phải 3 đến 4 hoặc 4 cái nhân vật của mình mới bao dây nó được. Hầu hết cái kẹt thì đều có cái hướng tấn công. Là mũi tên là ở sâu đây nè. Nhân vật đánh tầm xa thì yêu cầu phải lựa chọn lần thứ hai cho cái vị trí di chuyển của nó. Chọn lần nữa ngay ô hiện tại nếu không muốn di chuyển. Tức là đợt đầu mình chọn cái mục tiêu, đợt thứ hai mình chọn cái vị trí mình đi đến. Ý nó gì đó. Các quái vật sẽ tấn công mà các mục tiêu ở gần.
Tuy nhiên thì một vài cái con quái đặc biệt có yếu tố chiến lược riêng á, sẽ tấn công theo một đường, một mục tiêu ngẫu nhiên hoặc là những nhân vật máu cao. Thì nhấn vào xem cái cài của con Winter đó để có thể lên chiến thuật. Tức là mình có thể coi được con quái đó có cái cài gì luôn, nó sẽ đánh những mục tiêu nào. Ưu tiên đánh luôn, hay là nó chỉ thẳng mục tiêu luôn. Thì tí nữa coi để ý. Thì gọn. Wow, còn nhiều nha. Tối đa 3 ở góc trên bên phải. Mỗi góc trên bên trái là đây. Thì sẽ hiển thị cái số đam mà cái cạn nó gây ra. Sau khi tấn công á, thì nó sẽ gây ra một giá trị mới là 2 đến 3 là sao ta? Không hiểu cho lắm. Không lẽ đánh số 3 này xong rồi đổi thành số khác. Khi mà cái nội tại nó bài được kích hoạt á, thì nó sẽ hiển thị cái màu xanh nó góc trên bên trái à, cái này. Còn cái này cái đầu không hiểu. Sức mạnh, tốc độ, trí tuệ và minh mẫn. Thì chỉ số nào cao thì cơ hội thành công cái đòn trong cái bài contest à, contest này tôi nghĩ là đổi xin ngầu nè. Nếu thất bại thì cái chỉ số này sẽ cộng 1 lên đó. Cộng 1 thì qua lượt sau nó có hồi lại hơi là cộng dinh dưỡng luôn đó. Trang bị. Mở cái trang bị nhân vật và chọn trang bị hero đó. Một hero thì mang 6 mảnh trang bị. Gun. Gun là một cái lá bài đặc biệt có thể luôn luôn kích hoạt và áp dụng hiệu ứng trong cả trò chơi. Vậy mình sẽ ưu tiên lấy cái gun này. Cộng 30 vàng. Có vàng đó hả? Combat card. Combat card là cái loại card tiêu thụ sử dụng cho tất cả các hero trong trận chiến. Những này dạng như vật phẩm vậy thôi, item á. Xài xong là mất. Đai. Đai là xí ngầu nè. Đạt tiêu xí ngầu sẽ là gon một số. Rồi. Nếu bạn không thấy vui với cái kết quả đó thì có thể sử dụng nó để gon lần nữa. Sử dụng xí ngầu trắng ở đây. Đây nè. Thấy nè. Cái này là thuốc. Khi bạn ở giữa một cái chiến trường, bạn sẽ kích hoạt cái hộ thuốc và máu này. Thì có thể sử dụng trong cái lúc mà đang trên cái chiến phiêu lưu hoặc là đang trong combat mode luôn. Chắc đi đi trên bản đồ quá. Thì trong lúc hành trình mình có thể là lấy cái thay vest vui. Anh em đợi tí, người gà tôi nhắn tin cái. Thì cái băng đảng những kẻ trộm nè, sử dụng cái mà pha lê để tìm kiếm những cái băng đảng kẻ trộm và mở cái trang bị mới thay gồ mới kiên kỹ năng à, mấy nhân vật hồi nãy mình thấy ngoài ngoài bốn nhân vật hoạt tình này thì mình có thể dùng cái ghế tồ để mở phá mấy nhân vật đó. Chơi càng nhiều thì sẽ mở phá được càng nhiều. Rồi hết đúng không? Ok, hướng dẫn sơ bộ là gì? Giờ bấm vô đâu? Không có lá bài combat, combat gạt nào. Này run quá. Cool. Coi nhân nhân kêu làm sao mày hướng dẫn mà giờ làm gì chọn một nhân vật à nhớ ghi cái này rồi nhấn ít kép tiêu quỷ rồi đây đây là bộ bài của mình. Nhân vật này chỉ có một lá tấn công là gây 1 đến 3 đam mới tầm xa thôi, bẻo gì em 1 đến 2 mà kích đam tầm xa luôn. Thì di chuyển bản thân đến cái mục tiêu đã chọn đó. Có coi được lá nào chính lá nào phụ không? 1 3 đam cơ thể 50% gây đam double đam trên đòn đồng kế. Nếu vậy tại sao không đánh luôn mà lấy 50% cơ hội nữa chứ? Tại khi khi mình đánh một gái rồi tuần sau mình đánh cho nữa. Không hiểu cho lắm. 2 3 đam cơ thể rồi. Giờ bấm giờ đâu. Đây lá bài. Lá bài là trưởng lão. Rồi, nói chung là chỉ có mình mới có thể ngăn được cái phù thủy ma pháp gì đó với cái mà cái từ hỗn loạn thôi. Úp nhát. Nâng cái cam. Ta pha lê với vàng hai nguyên liệu. Mình nâng cấp mấy cái này thì cần mới có pha lê. Nói chung là bây giờ không công hết rồi. Bắt ra đây. Nói thêm về nhiệm vụ của mình.
có một con quỷ đã trỗi dậy ở phía đông nè. Năng lượng của nó thì rất là đối khác với cái năng lượng mà nguyên tố hỗn loạn. Cần phải, nó đang dự định mà lật đổ một cái mà vương quốc đây. Lý do tại sao mình ở đây, mình đã là một anh hùng, một trong tất cả. Nếu không có mình thì sẽ mất hết hy vọng. Rồi nói chung là quảng cáo vậy thôi. Coi như là người được chọn á. Bắt đầu chuyến hành trình. Bấm bài tiếp ạ. Thợ rèn wagon. Thợ rèn này thì nói chung là cung cấp cho mình đó mấy cái trang bị áo giáp cho chuồng hành trình. Choose a hero. Đó, chọn hero hả? À, nó cho mình thêm một mớ cạn nữa nè. Chọn mỗi cạn hả? Chết rồi, tôi chưa kịp đọc nữa. Một cái chấm vàng là cái gì? Cái này giả kim. Chọn một hero để hồi mỗi 3 máu. Máu mình thì nãy nó ghi không giới hạn. Còn được 2 máu lên 6 máu rồi. Này không phải hồi gọi là hồi mà là tăng thêm. Rồi bãi cắm trại, đi vào khu rừng. Great Forest. Đi vào khu rừng nào. Cái loại gì đây? Không phải cái loại gì. Thôi chết. Vãi. Cái loại hồi 4 máu mà nó không hiển thị thông tin gì hết. Đó rồi. Có cục xí ngầu thôi, không bấm đâu, bấm 7 cái báo nữa. Thì giờ bấm đâu tiếp, bài tiếp hả? Barbarian. Thôi. Test your perception. Barbarian là cái nhân vật này cái gì? Gây độc, 1 đến quay mà lắc cục xí ngầu 1, 7 thì sẽ nhận màu đam. Còn cao hơn dược lơ luôn. Thôi. Thôi không xài đâu. Chọn đây hả? Khốn nạn. 1 đến 7 mà 8 đến 10. Coi như tỷ lệ chỉ có 20% thôi. Xác chết. Thì có một xác chết nằm trên đường. Thì mình bắt đầu lục cái xác chết này là sao? Thì là bổ à, lục chết xong bỏ được. À dạ. À 1 điểm thì không có gì hết. 2 đến 6 có gì? Có dạng nào. 7 đến 10 là được một cái lá bài combat. Nhân phẩm thiệt á. Lấy dạng gì ta? 40 đến 60 mà được 47 à. Gấu. Đấm gấu đó, hay là bỏ chạy đấm giá. Your first battle. Try not to die. Rồi sao? À đây. Cái này là cái thẻ hành động chính. Số góc trên bên trái thì số đam. Chọn cái mục tiêu trên bản đồ để sử dụng càng này. Cái này cũng sẽ chính luôn. Cộng một giáp một kháng phép. Làm sao ta? Ba đam luôn. 6 là 6 máu. Cái này cũng sẽ chính luôn. Đây đánh nó trước. Thằng này đam cao. Vì bây giờ kiếm đứa 2 đam nữa. Ủa nó đánh lại luôn đó hả? Vậy là mình bắt buộc phải bắt máu hả? À lá bài này lá bài miễn phí. Thì lá bài này sẽ biến mất sau khi mình sử dụng nó. Biến mất vĩnh viễn luôn ta. Này cũng theo chính luôn. Pháp sư này. Theo chính, theo phụ đây. Theo phụ teleport. Còn lại 3 theo chính. 1 đến 2 đam thì nó chỉ gây có 1 đam thôi. Okay, chơi đi. Chọn vị trí đi di chuyển, đứng yên thôi. Ủa, chọn nữa. Rồi, thanh niên này dứt điểm. Khi mình đánh xong cái thẻ nó có tác dụng gì không ta? Tự nhiên lại mất 2-3 máu. Chọn nâng cấp một cái hero cạc. Chọn hero. Tôi nghĩ nhiều máu nhất đi. Không coi được nó sẽ nâng sao hết ta. Không coi được cái thẻ nào hết chính thẻ phụ luôn. 2 đến 4 đam 3 mục tiêu. 1 đến 2 đam cho tất cả mục tiêu trên một cái đường thẳng và tôn cái mục tiêu nhỏ đó.
Tôi thấy lá này ngon hơn à. Bạn không thể bị mà tấn công bởi, không thể bị làm mục tiêu bởi cái gạc rồi đó. Gây một đam cho nó tấn công kế. Này những lá phòng thủ vậy ta. Đi, ghê chuột vô nó hiện năng lên nè. Có cái này lên đam thôi, mấy cái này không thấy khác gì vậy. Có hai hộp rồi đó. Bấm vô mấy con gấu chó cây gì nữa thì được không? Chỉ dẫn mỗi bài thôi à. Có cái tiếng động lạ bên đó thì mình vô khám phá thôi. Một điểm thì bị con gấu tấn công, 2 đến 5 thì 6 đến 10 thì cái này 50 nhâm, cái này 30 nhâm được. Sao nhân phẩm kỳ quá vậy ta, để lạc mất cái thằng vô trong rừng đó. Đây là băng nhóm gây trộm nè, thì nhận 4 đến 6 kim cương hoặc là nâng cái khu rừng. Nâng khu rừng là sao? Không không có cái mà cái tổ đó chứ. Đây nhận 46 đi. Nhận 46 nó cho có 4 à. Cũng đạn đó. Nhân phẩm cái gì mà thấp vậy? Ngày đẹp trời. Rồi có tất cả đều còn một máu hết. Được. Ambush hả? Bây giờ bị thằng khác nó tấn công mình rồi. Bị đứa nào tấn công ta? Mấy con cây vậy? À, ba cái nấm. Ủa con này 4 hả? Cái gì? Cái lá 1 đến 2 này nó chỉ có một thôi. Ủa? Đâu không? Bỏ sao trời? Không có bỏ chọn được luôn. Phải đấy anh em. Ờ, nhấn hết kép giờ mới được nè. Phải tap ra nhấn hết kép vô mới được. Ủa chọn cái tự đánh luôn rồi. Game này phải giữ máu anh em ơi. Con kia còn một máu à, bắn kia đi chạy luôn. Con này 3 đam, mẹ 2 đam. Đây 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 đây, cái tay úp gáp hả? Hai cái này nó khác nhau gì đó thì cô kẹt nhá, tách kẹt á, tách kẹt đây. Rồi lên được có một đam mà vớ vẩn. Bà xài kêu có nghĩa nữa, bà sáu luôn, ngon ngon. Lại bị mấy anh trộm nữa. Gold 4 giờ cao hơn thì sẽ update một nhân viên ăn vật tấn công nó, cắm nó luôn. Đây là nhân phẩm, nhân phẩm đi. Thảm luôn. Còn đây tiếp tục nhân vật này thôi. Bám 6 nữa được không? Cũng không được hả? À nhấn anh đang giữ nút anh đã lát 9 theo phụ. Cái thẻ này nâng lên thì được cái gì ta? Ủa? Select character. Ủa nâng được rồi. Ủa sao không nâng phù thủy được? Lên sơ, tù nhân vậy nè. Giải cứu lên sơ, chắc là cầm thương á. Trong mà đá xịt lên gạch của thằng này đó. Vậy như cầm giáo với cầm thương. À, tắt đây thì có gọi nó ra được không hay là phải bàn sau lần. Công chúa bên hồ hồi máu rồi, lấy vàng đi đầu game à. Đấm nó, mấy xác sống trong cái tàn tích cổ đều đông cái gì khó nghe à. Con này thì 2 giáp nữa. À, có bài nó đây, một đam cơ thể di chuyển nội tại nó là cộng một đam cho tất cả các đồng minh tấn công.
đánh cái con gần quân địch. Nó công quân địch nó gần. Thằng này trâu nhất thì dắt cho nó lên trước. Nó có một đào mà trời. Thì dạ. Ủa mình có lá mạnh rồi không xài lá này. Chết được ba con luôn rồi. Bị nó đánh hai con luôn. Trời ơi, chắc do nó cầm thương. Đánh nó một đam phía trước vô cơ thể và một đam phía sau nữa. Vậy nãy mình không cho một pháp sư di chuyển này thiệt. Con này chắc hết tôi này, chắc chiếc con tím này. Ủa? À chọn di chuyển quên. Một đam nhưng mà đánh hai con hai đầu nên hai đam là đủ. Mất máu nhiều quá quên à. Cộng hai đam cho đợt tấn công đầu tiên trong cái trận chiến được. Vậy là cái khiêu mà đánh AoE của con phù thủy trường ta. Đồ lâu định mạnh đó. Trời ơi. Con thấp là to nha. Ngũ đạn. Ngũ đạn đó. Tự nhiên giờ cho thêm. Ủa nó hỏi có con đứa hả? Thở về. Cái này là còn một giáp kia bắt đầu trận chiến. Đạt thêm một lần tấn công với cái đòn đánh vào cơ thể. Body dam này là sao đó? Nãy giờ tôi thấy cái nào cũng body dam chứ. Nhưng mà tôi nghĩ một giáp đi. Người trâu nhất. Rồi khu gần. Rồi ok. Tôi thích thành cái mà khu gần chết chóc mới được. Hoàn thành cái khu gần chết chóc mới được. Rồi đó. Vô cái tàn tích cổ vậy đó. Tàn tích của xác sống. Ủa cái một này là gì? Hồi máu, hồi máu. Ủa trong combat nó không dùng ngoài được á. Tiền tiền tiền. Wow. Dạo anh em ơi. Cái gương nhỏ. Mở gương. Cái đang buồn là nó lại chống ngỗng. Có một cái chớp. Chết rồi. Nhân phẩm vãi. Rồi đỡ đỡ đỡ. Né được cái bẫy. Rồi đấm nhau rồi. Đâu có gì. Tôi sao là thằng này nó đánh 4 đam đầu tiên. Ồ pháp sư này bá nha. Để coi cái 1 đến 3 đam vào 3 mục tiêu. Vậy là mình có chạy cũng dính đạn thôi. 1 đến 2 đam ma thực cho mỗi mục tiêu cho một cái đường và tôn một đơn vị nhỏ. Tuy nhiên nó đánh từ đây qua đây là dính 3 lần đó. Còn một máu. Kìa đúng hiện 4 lần luôn, ngũ đạn. Ây da. Này ghê có một đam mà. Một đam luôn à. Ba đam nè. Ủa? Sao con nó đánh sớm vậy? Chơi ngu rồi. Nó làm pha đó là chán nhấp tay mình luôn. Đương nhiên là thanh niên gánh tay mày. 48 đam luôn rồi. Cái lá gun này xài như sao ta? Không, có 8 ba lê à. Nhận được 9 nữa. 8-12 mà nhận được 9 cũng hơi bèo thiệt. Đấm nó luôn. Con ba đam này nó đi tuần đầu tiên. Diệt nó.
5 đam. Cái lá này mạnh vãi à. 48 mà đánh 3 mục tiêu nữa chứ. 3 đam. Cái khiên nó là cái đéo gì mà nó bá đạo vậy? Choose a hero. Rồi 4 nút vậy. Không không không. Tại vì mỗi con đánh có lượt đầu nên cái tool đầu tiên rất quan trọng, còn hai máu gì không nổi. Trời, nhấn chuột phải mà nó không tính nữa. Đấm luôn, cùng lắm chết thôi. Này tuôn đầu hả? Rồi hành này tuôn đầu luôn rồi. Cái gì cái gì? Vãi đái, đánh chết con nó của mình luôn rồi. Có hai máu à, đánh tới 5 đam luôn á. Vấn đề sao? Là núp vô cái thùng. Bị gì là sao ta? Không được, không có đường để đến cái mục tiêu đó, chọn cứ đi qua đây đánh thôi, bị cái gì mà không được. Ủa, hết chọn được cái nhân vật của mình luôn rồi. Bây giờ làm sao? Thì lên lúc vô nó chọn cái thùng chứ không có chọn nhân vật nữa. Tôi coi phim tắt thôi. Nó sành. Nó không có bàn phím luôn. Con game gì vớ vẩn như vậy. Giờ ở đây nhìn vậy đó hả? Giờ không có bỏ tool được, không có làm gì được hết. Xí ngầu quá bạn cần. Bây giờ làm sao? Tôi lỡ đặt cái thùng ngay đây rồi, giờ bấm vô là nó dính vô cái thùng chứ không dính vô nhân vật nữa. Mà không dính vô nhân vật thì không chọn kill hay là bỏ lượt hay là làm gì hết. Rồi bó tay luôn rồi. Dạ thôi. Game vớ vẩn phải. Được con Lancer nãy mình cứu nè. Barbarian Wizard Lancer Archer Begin. Nâng được cam nhưng không có vàng luôn. Thoát ra cái là mất tiêu luôn. Tiếp tục mình đốt một cái gì đó cho nhân vật Barbarian. Trăm vàng là lấy 10 cái tồ đó. Trăm vàng hay là lấy một lọ thuốc. Lấy vàng đi. Rồi cái này cũng úp được rồi đó. Cam. Rồi đi thôi. Còn thứ nhân vật này có bài gì? Kiều mo tất cả cái đầu tấn công của mục tiêu. Nước đòn toilet. Thôi rồi, chưa kịp coi nữa.
Con cốc này mới vô có 4 máu rồi, yếu à. Great Forest Wizard. Bây giờ chia nhanh thôi. Nó vô dính đam rồi. Nó cho cho một máu mà mất một máu luôn. Rồi nhân phẩm như cứt luôn rồi. Chưa đánh với phán não nên mất 3 máu. Thằng này cầm khiên mà nó có 6 máu à. Xong đến một tới cái cạc đu body đâm. Thôi phòng thờ cũng giáp đi rồi. Elder Triant. Cổ thụ. Cổ thụ này hồi máu dữ vậy ta. Cái game này nhân phẩm phải. Đuổi cái lá kia của mình thôi. Không nâng được lá nào hết trơn rồi sao? Mới chọn chứ mới được. Đây nâng lá này mạnh lên. Thì nó đánh trước mình cũng được. Còn 3 máu, còn 4 máu. Con này đánh một máu à. Con này đánh 3 máu. Không. Nên giết con này luôn. Ủa? Nó gì mua hết tất cả cái đồ tấn công có nghĩa gì? Select a character. Choose a hero. Ông già gánh tay em. Đấm cái cây luôn. Cái cây gì? 6 máu, 5 máu. Cái cây này thì tấn công mục tiêu gần nhất. 1 đến 2 đam nó đến có 1 đam thôi. Con này có giáp. Còn này cũng có giáp nữa. Đó đánh này đi, một giáp. Rồi tới con này. 1 đến 2 đâm. Nó sẽ tấn công mục tiêu gần nhất. Thì thanh niên này qua đây. Tiêu quá lớn so với bạn nên không đánh nó được. Ủa, ba đam mới đúng chứ, còn đây. Ủa, nó đánh chết nó luôn, bọn nó luôn kìa. Được nha, cái trò này có thể tận dụng nó là tận dụng cái nhược điểm của nó được luôn á. Chết rồi, bị đánh phát nữa rồi. Không có đường cứu chữa. À không, tới tuần mình. Một đam đi ta, hai đam đây. Select a character. Tôi nghĩ là lấy Ruby đi. Hồi nãy tôi quýt cái game là nó mất vàng, nó vẫn còn cái tồn này. Mà thôi, úp đánh thử cái này coi thử sao. Thì vàng vẫn chưa biết làm gì luôn.
Rồi nó bèo dưới. Kim này nhân phẩm cao quá. Nhận một đam. Đến một cái cầu rồi. Đi cẩn thận vô. Vì tự nhiên mà nhân phẩm lên cao quá vậy. Rồi từ ngày vô cái mà cái tàn tích. Tích chóng. Ngay tuần đầu là phải đấm luôn đó. Hai giáp năm. Hồi nó đánh luôn chưa kịp coi bãi nữa. Tấn công mục tiêu gần nhất. Lát sau nó sẽ gây hai đam. Đi cái đường ngoằn ngoèo gì vậy? Lọ hồi máu ngồi để cho mà ai là chắc ông pháp sư này hồi uống luôn vì mới đấm xong đấm nữa hả. Thích thì chịu. Con này đánh đầu tiên 7 máu, đánh mục tiêu ngẫu nhiên 3 đến 4 đam. Nó đánh mấy ô ta? Đây nó đánh mục tiêu hơi đường nè. Đánh này đi, đánh này đi, rồi nắm máu. Ủa nó còn cái khiên trên đó là cái gì nữa vậy? Tôi mình cái nữa thì mới tới tôi này. Đánh vô cái khiên đó nha. Mất một máu vớ vẩn rồi rồi. Ủa cái lá bài lỗ thuốc đâu tiêu ta. Upgrade một vũ khí. Select a character. Mát la này thôi. Đấm nữa, đấm hơi ba tôn liên tục luôn. Bảy, bảy, tám. Kinh vãi lúa. Rồi bay màu đi cơ. Select a character. Tôi nghĩ là cái lá này. Tại nó có cái lá phụ đi kèm. Cái phòng rỗng. Tìm kiếm nơi phòng rỗng có gì không? Lũ đảng á. 40 vàng á. Cục xí ngầu đi. Nhân phẩm. Cứt tiếp máu nổi lên rồi 50% mà để đến lần thứ 3 mới ăn được chết phụ. Continue là gì? Vì có gun, có gun. Hồi nãy mình nhớ ra một có gun này.
ám máu kinh cái gì ta. Tấn công mục tiêu ngẫu nhiên, cộng 1 đam cho tất cả các đồng minh. Bộ đam cho mỗi 4 đường tấn công. Phát đầu nó sẽ đánh 3 đam. Ủa không phải, lộn. Ủa quỷ sao trời. Bốn máu không dữ thiệt nha. Gì nó tính là bao giây chứ ta? Ây da. Lũ đạn nha nó. Pha vừa rồi hơi bị sai rồi. Còn 2 máu à. Tính đi đưa con già lại cho nó bao giây mà cuối cùng vẫn không bao giây được. Kích kêu sẽ hồi cho cái mục tiêu đó 1 máu. Cái này hay cái này ta? Khoan khoan khoan, tôi đọc mail cái. Mẹ lừa đảo. Thanh niên này còn 3 máu à. Tôi nghĩ cái đợt gen này chắc ăn hành tiếp. Rồi ăn cám luôn. Đúng rồi, trong cái gũi có cái xui. Rồi nữa hả? One luôn. Bố đợi thiệt, con game gì mà để cha gì vậy. Thôi xong luôn rồi. Tôi nghĩ là đến đây chết luôn á, đúng cái nhân phẩm luôn. Dính độc, bắt buộc phải dính độc. Lại đấm nhau tiếp. Thằng kia dính độc nên nó bay màu rồi. Rồi chết luôn rồi. Chết rồi giờ sao ta? Tôi quên nó lấy con này đấm. Ừ, anh bao giây được rồi. Rồi, ơi, ổng xanh cỏ rồi. Loại bỏ tất cả các hành động từ mục tiêu, mà các hành động là cái gì ta? Cái này là bài nội tại. Đánh dấu mục tiêu thì mục tiêu kế tiếp sẽ gây 1 gram ở tại luôn. Ủa cái này đâu ra vậy? À, mình phải chọn nó mới vô bộ bài của mình. Archer, test your strength. 9. The room is empty.
À, nhân phẩm mở được cái cửa hầm bí mật. Trong cái cửa hầm không có cái gì, lại có cái bẫy. Rồi luôn, nhân phẩm. Con game khốn nạn, lụ đạn. Lụ đạn con game. Nâng được cái gì, gán nâng đi rồi, xanh màu. Thì đi đến cái kế tiếp thì sẽ nhận được cái này nâng vĩnh viễn nữa. Trong cái vùng này 1 đến 2 máu. Tôi nghĩ là nó không có vĩnh viễn đâu. Tất cả các vàng trong cái vùng này sẽ tăng thêm 50. Không không không. Để dành đi. Tôi nghĩ cái đợt này là xong rồi. Giao nữa là hèn này. Bạch Ti xuống mồ hết rồi, hồi máu nữa. Sống gì không? Không luôn. Archer, test your percept 2. Hả, hồi 1 đến 2 máu xong rồi mất 1 đến 2 máu. Mất con game thiệt. Nhân phẩm cái này cho mày chơi. Bị quái vật bao dây hơn mà thoát được. Nữa rồi. Barbarian, test your percept 10. Rồi, hơi rồi. Barbarian, test rồi. Your percept 10. Bà ba ghi hành hai cú tên luôn, gọi là hồi quang phản chiếu. Rồi, tool này là bay màu rồi anh em ơi. Du hương rồi, mình dồn hết đồ vô ông già, ông già bây giờ bay màu rồi. Đây đây đây, đi thêm đam khi bạn tấn công nó có 6 đam, mình đánh 2 đam nữa là nó đi tới đâu 4 đam phải không? Giờ còn cái gì nữa đâu mà khóc với sầu. Rồi, bye bye. Ây da, còn mình em thôi. Xuyên em đi. Con nào cũng một đống giáp nha. Mà mình bắn có một máu à. Chạy. Rồi, dính bị tất cả. You are no match for my magic. Who dares challenge me? Who dare? Ai muốn thử thách clip? Bà này bấm vô được không? Thì vẫn chưa có nhân vật nào mới cả. Lancer này thì đúng là mới vô phải chọn lá bài đi cùng mới được. Không chơi anh cung ở đâu. 18 18 lúc giáp được cầm. Ồ, cái này nâng máy nó nâng lên tiếp. Cái này có 70 ký tồn luôn. Mình chỉ nâng được cái này thôi. Nên khi nào cài được 70 ký tồn mới nâng cái này. Nhận được cái lá bài gì đó. Lên lóc một kỹ năng nữa, 33 gian. Select a character. Đây sẽ lấy lá này đầu tiên nè. Một đến ba mà lúc nào nó cũng một nghe nó. Nhưng bấm méo vậy. Vừa đã. Rồi mới vô bị đấm luôn rồi. Bớ anh ta game lừa. Ủa? Cắn đi. Này xài tuần sau còn lại không ta? Này đứa rồi. Hai máu. Rút gát một kẹt tấn công hay là một hay vô kẹt. Select a character. Nếu như cái viên thực bơm hết vô ông già mà tí nữa không có tác dụng á thì chắc bỏ.
Cái này đâm được hai thằng nè, đánh tí nữa đưa canh tôi xuyên thằng ngoài trước, nó dính vào sau luôn. Sói đấm nó sợ cái méo gì. Con ba con bốn à, cái chiều này của mình nhiêu, 2 đến 4. Ba đam con sói này nó sẽ đánh cái mục tiêu gần nhất là đánh ông già này, cả ba đứa đều có giáp. Ok, con này nó còn 2 thôi. Không được. Select a character. Gấu, mới chó là tới gấu. Tới còn nữa là chắc ăn cày quá. Gấu 7 đồng. Đến mục tiêu ở gần nhất nên chắc tôi di chuyển con này để tránh cái trường hợp mà hai con có đè cùng lúc. Để trường hợp đó đánh một con mà dính hai con đó. Dứt điểm được rồi, ba con bao dây và tới ba máu rồi. Choose a hero. Tiếp phát đúng rồi, ok, có thể ngon rồi đó. Nhận tiền hoặc là hỏi gấp đôi vàng á không? Ồ, 85 luôn. Tí nữa tôi sẽ vô update khu rừng, tôi không biết là update cái khu rừng này xong rồi mình đi đợt sau nó còn tính không, hay là chỉ xài một lần thôi. Như nãy là update cái cam thì lại không có tính á. Lắm luôn. Có gun rồi, có gun là thấy ngon rồi đó. Ba này còn cung này thôi kìa, đánh còn gần nhất. Bởi ba lần tấn công thì sẽ bỏ cái hành động vậy đó. Ok, mấy này. Còn là này thôi. Rồi bạn bị bao dây luôn rồi. Ê, đủ đạn đánh trúng bộ vãi, chơi ngu như thiệt luôn. Trời ơi, nó xuyên bộ nó lên 3 máu luôn, nó không có ngu nào như cái ngu này. Xin lỗi ông, thôi bồi đắp cho ông đó. Cái gì đấy, đương nhiên là đã mày. Cái lá này xài sao tôi chưa biết xài lần nào. Đây 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 đây. Rồi 1 đến 2 máu. 2 máu. Hồi nãy nó hồi nguyên đen mà. Roll the skull of fate. Cao lên. 6. Mày không xui cũng không hên. Tiếp. 10. 2. Gần đạt mức tuyệt đối. Nghĩ gần đam đi, mình gây ra đam coi như mình tiết kiệm được cái mà máu rồi. Magic đam là có mỗi ông già thôi. Nên cái này thì xài được cho nó nhiều. Rồi, con xiên giả rồi. Undead Ruin. Anh già vẫy tay cái là xong rồi. Cái gì đây? Xài được mấy lần đó. Này không biết nó xài được mấy lần. 4 đam luôn. 2 đam.
Select a character. Cái này mát của ông già mát rồi. Đây là cái hội chị em nè. Cái lá này khá là ngon á. Lá này nội tại nữa chứ. Lốc một lần tấn công và trả về mục tiêu mỗi 3 hit, tức là bị đánh 3 lần mới trả lần đòn. Một lần mỗi 3 hit không ngon. Phá giáp từ sau đến một đồng, lấy chị em đi. Cái này mới. Năm lũ đạn nó tới 10 lần. Cái méo gì? Tiền nhiều quá thì tiền để làm gì ta? Nghe được cái 7 cũng đỡ. Để nhân phẩm lên cao đó anh em ơi. Nhân phẩm từ cao về vợ rồi. Ôi, một hit chết luôn rồi. Choose a hero. Phan coi thử mấy nhân vật khác rồi. Game 1 đoa đam cho ông Obat 3. Game 1 đam phép cho ông Obat 3. Tổng cái ba gồ tấn công thì có thể là tách đúc đến 2 đòn. Thì nổ ra 2-3 đam khi bị phá. Còn này có thể target một khu vực nhỏ, gây một đam sát thương và remove tất cả các hành động của nhân vật đó. Phản đòn sau mỗi 3 đam, ném một cái rìu gây 2-3 đam. Cái này sẽ gần được rồi. Tăng thêm một lượng tấn công mỗi lần 4 lần đánh. 4 lần đánh thì có kích hoạt lắm. Hồi nãy mình xài cái lá kia rồi. Cái ba gồ này có thể ép buộc nó đánh được không ta? Kẻ có thể chơi không? Cái này lấy thử cái này nè. Tôi muốn coi thử cái mới đó làm sao. Nguy hiểm quá. Test your perception. 7. Không nhiều lấy cái thủ đề phòng. Wow. Hai máu. Ủa, uống cái ăn cái đường được nữa hả? 9 9 10. Đôi 9 đôi 10. Dragon. Khoan, nó đấm một cái là chết bà thằng này luôn á. Nên tôi thử cái này coi. Ủa? Một ba đam. Ý, cái thùng này ngon là thăng được 2 hit luôn. Ủa anh này là nhân vật của mình hay là của đứa nào nhân vật mình, đứa nào chị em vậy? Phan 2 máu thôi thì này coi cái càng cái đánh 1 máu đã được 2 đòn. Thì đây câu nó tôn nữa. Để nó đánh cái thùng phí lắm. Lũ đạn nó vẫn đánh cái thùng. Một đến hai đam. 48 đam vẫn là cao nhất. Bây giờ nó còn 5 với 3 là 8.
8 thì cho đánh phát 7 đành chịu thôi. Tính cho con này nó tăng rồi nó hy sinh luôn rồi. Đi, giết nó được rồi, giết nó được rồi. Mày gì hả mày? Ngon. Kill đầu tiên thì hồi một máu, cái win càng nhiều càng mạnh, tôi nghĩ mạnh nhất vẫn là cái win này thôi. Còn cái lá này xài rồi, không biết nó có mất không. Ủa bình ba lá mà sao bấm vô đây nó hiện, à số 2 đây. Một đống vàng. Sợ gì nữa, bạn sợ à. Con này đánh sao? Còn con bắn ra đi chết luôn. Đúng rồi đó, bắn đúng mục tiêu luôn đó. Không, 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 nâng cái gì nâng lá đó thì nâng con này vẫn hơn, nó xiên đôi được. Dwarf, roll the scale of fate. 3. What, what? No, 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 no. 2. Cứt. 10. Lũ đáng á, tốt 3 cục xí ngầu luôn mày. Đấm tiếp, không có ngán cái gì hết. Rồi, mấy con cốc cơm này còn giáp không? Đánh ra đi bay bạn. Ấy ấy ấy. Ừ, quên. Tính đâu nó xuyên tới này luôn là báo đời nữa. Hên là nó xuyên có vô à. Cái này là hỏi chị em lên một không không không, tôi nghĩ khi quăng ghiều cũng được mà anh niên có cục thôi ghiều đi đôi ghiều rồi đây ô lắp sao tự nhiên nhân phẩm cao vậy. Lancer test job 6 barbarian time. Ê dạ. Ôi quậy. Đây, xiên hai con luôn. Chả lụa này à. Có cái kiếm đầu là gì ta. Thiếu một đâm. Này nguy hiểm lắm. Nó như pháp sư bên mình á. Đánh cái thùng này tiếp cái đi. Có cái gì? Con này cũng có xiên qua nó hả? Choose a hero. Hai đến bốn thì có khả năng hên xui nữa, vẫn hơn là một đam. Ủa, nâng được cái này luôn nè.
coi lại cái bài con này á, nó đâu có đấm xiên qua đâu. Thế là nãy người chọn lộn qua con này, thấy nó xiên giả luôn rồi sao? Hên hên vừa đủ, không phải hên mà là chưa đến độ xui. Cái này là sao đó? À, hồi sinh một cái con nó chết, nhưng mà mình ai cũng còn sống được. What is your reply? Hiến tế một cái đồng minh của mình nhận 2000 vàng. Không. Bán không là có giá đó. Không. Còn phải bù đạo đức như vậy được. Nếu như nó cho khoảng 20-30 cái này ghi tội thì còn không chịu. Đồ ngon. Lancer, test your perception. Wow. Ây da. Ừ không, ông già máu chao cao lắm. Bú bị nhiều sữa nữa ấy. Test for. Lú đáng. Nhân phẩm kiểu méo gì mà kích 7 liên tục vậy? Tôi hết cho mở rồi đó, mở luôn. Nó mở thì ra con quái, mà không mở thì ra đồ. Anh em đợi tí, mưa lớn quá. Mưa ở miền Nam bây giờ lớn quá, hy vọng nó không ảnh hưởng đến tiếng mít. Giờ thứ năm cái khu rừng này là này. Tất cả các vàng tăng 50. Mày thử cái này đi. Ủa, nó không hồi liền hả? Thì còn cái năm à. Cái thùng, phá cái thùng. Một ba đam thì nổ gây ra một máu à. Dặn cục xí ngầu cũng ngon hơn. Hai hộp. Rồi qua nữa. Goblin Caves. Hang động Goblin. Chắc tôi hồi máu do vật này quá. Thợ rèn Goblin, nó là mình quản. Hồi 46 máu là một chất độc, cộng một giáp. Khi bắt đầu trận đấu, nhận thêm một hành động trong cái tool này. Tiền hồi nãy mình chết và mình mất nên quất. Tôi nghĩ là mới có gần khoảng 2-3 lần nên khó qua lắm. Bây giờ mình coi như là giàu mạnh rồi đó. Này đi. Ủa, cái nãy không có cái gun nữa ta. Một hồi con nào mất máu do nó uống bình nó luôn. Wizard, test your intelligence. Có nhân vật mới phù thủy. Test phù thủy của mình. Ten. Ten. Ủa, không phải nhân vật mới mà là cái bẫy ma thực. Tiếng chuông báo động. Thì chạm vào nó thì chết á. Six. The Goblin Vault. You will need a key. Ghi quýt thành Goblin Key hả? Ở đâu ra? Cái hang động. Đi vô cái hang luôn. Rồi đấm nhau rồi. Đấm chảy cái gì mà chảy. Rồi ơi, mấy con có cốc cơm này. One hit phát. Rồi cắn cái đi. Vũ đảng cắn đau vậy? Đi. Select a character. Đó này, đó này. 2 đến 3 lên 3 đến 4, ngọn này 2 4. Ừ, con này nghĩ cần hơn. Tiếp tục. Chui vào hang, cái hang trống rỗng. Barbarian, roll the skull of fate. Cáo lên. Cứt. Nine. Đó. Game này nhân phẩm quá rồi, 7 độc.
À, dính độc này chỉ không hồi máu thôi chứ không One. sao hết anh. Vô ông tạc ti, không không, dính một lần thôi, dính một bầy là chết. Two. Cứt. Seven. Lùng đi. Tốt mẹ hết xí ngầu rồi. Năm con. Con này hành động đầu tiên là để coi coi. Bả đâm. Ủa khôn gì vậy, không đánh cái bình luôn. Nó lạm phát hết 6 đam của mình ơi. Mày đến nay rồi tiếp nữa thì cay quá nghe. Xin chết hai thằng đi. Ủa sao cái pha gì tính toán sai cái nó mất khúc máu vậy trời. Choose a hero. Ba hết. Chết thiệt luôn. Nó cái này là quá chua luôn. Phải đây. The Goblin King will be đến cho chạy luôn. Gặp Goblin King luôn. Nhân phẩm cái béo gì vậy? Nó đã đánh cái là xuyên hai ba con luôn á. Đánh cái xuyên hai con luôn. Nếu đỡ được. Này có hai máu à. Ơi có gái trên giường kìa. Không không ổn, không ổn. Trốn. Rồi bây giờ con này mới qua đứng ở ngay đây nè để chịu một đòn chung với cái thùng nè. Khoan, coi kỹ lên cái. Đó. Tí nữa nó đánh thì nó sẽ đánh hướng qua phải. Mình không còn bình máu nào hết. Đánh qua bên phải nha. Cộng 3 với 2 là 5. 2 với 4. Không, không cần đâu. Đúng vô đánh ở hướng phải đó. Ừ đúng rồi đó. Rồi goodbye.
còn hai máu trời. Nên là nãy uống cho nó bình thuốc rồi đó. Hồi máu gấp đôi. Chưa đọc được. Hồi máu gấp đôi trong cái kẹt trận trung tâm bát mình có cái kẹt hồi máu rồi đâu. Test your perception 10. Lancer, sao toàn 7 không vậy? Đấm luôn. Con này đầu tiên là nó sẽ đánh theo một cái đường 2-3 đam. Chặn đường nó lại, hy sinh. Chết tía rồi, chết này luôn rồi. Ừ không, nó chỉ đánh hai ô hàng ngang thôi. Không có đường đi luôn rồi. Không lấy con cặp ghiều. Ủa con cặp ghiều ở đây nè. Không có đường đi qua bản. Ủa quên con này đi trước. Ok. Hai máu hả? Hai máu sao vậy ta? Có gì hồi máu không? Tự nhiên nhân phẩm cao quá vậy. Bốn tám đam không thể chọn là mục tiêu. Một kháng phép cho hai đồng minh và hai cho bản thân. Cái này nội tại hả? Một kháng phép tất cả đồng minh và hai cho bản thân. Không hiểu cái lá này cho lắm. Nếu nội tại mà không thể chọn là mục tiêu luôn thì nó quá báo. Thử coi. Đóng tiếp nè. Chắc phải tách ra. Tách ra trước. Còn này đánh đam phép hả? 2 đến 3 đam. Hồi một đồng minh. Nó có 3. Nó có cái xanh dương này là gắn phép không? Ừ. Chỉ kiếm con nào 3 đam là nó chết rồi. Này 4 đam đây. Rồi, giết nó. Còn hai máu là nguy hiểm rồi. Nãy có phép lấy cái này luôn. Ngon. Lúc đắt Goblin cabin. Không, giữ tiền đi. Mình nghĩ lần sau mà chưa có đi được dưới đây thôi. Đấm gì đấm quả giấy. Pháp sư đâu rồi? Bả máu. Con này bả đam luôn. Đang nó đánh sao?
nó đánh vào mục tiêu hấp máu nhất. Hai ba đánh con này có khi chết luôn á. Ây da, còn không con này con cu ly bắt à. Coi giết bộ luôn nè, coi giết bộ một pha xuyên bộ luôn nè hero. đó. Cái gì nâng kinh nghiệm, nâng cái lá này, lá này hai đam được. Đấm nữa, đấm nhau liên tục nó mới lên trình. Rồi đủ đạn cho nó, chết mất con cầm ghiều rồi. Gì 10 đam gấp đôi luôn đó hả? Rồi ơi mấy lá bài mà mày chưa xài lá nào luôn, anh không biết khi nào cần hết. Thôi chị em đi. Answer. Test your intelligence. One. Cứ khó chết cụ. Thôi đi rồi, đi rồi. Lấy bớt mà mấy cung hả? Người phụ nữ cho bạn hai cục xí ngầu. Choose a hero. Giờ chỉ có cụ là gánh tay em thôi. Một máu cạo lên cũng được. Giờ máu nó hơn lục nữa. Lạc lối trong mê cung. Thôi tôi không nghĩ là cái này nó ngon đâu. Rồi cũng được, bỏ đi. Chết cú. Test your agility. 90 làm sao mà quay được? Thánh họ hả? Five. Rồi vậy. Coi. Lancer. Test your agility. Six. 9 đến 10. Trái phải nine đó gan. Select a character. Lá này mát rồi mà được rồi. Select a character. Ten. Wizard, roll the skull of seven. Cũng được, nô thịnh nó còn đỡ. Lancer, test your first six. Sao con này nó đi đi, nó ít máu à. Nine. Lancer, lại bảy. Test your four. Không, máu giờ quan trọng lắm. Six. Tốn cục xí ngầu 50 dòng. Thế đéo nào đi lạc quay với đó.
Thêm thêm cái gì? Chọn một cái hang với hai quái cũng được, hai quái đỡ hơn ba quái. Mà hai con này sao bự quá vậy? Đánh mục tiêu gần nhất. Nắm đam. Ngon nhất cức đợi chờ chắc hy sinh thằng này luôn. Thằng lấy 2000 tiền thì qua màn sau cũng đéo đi được đâu, tiền không được xài đâu. Mấy con nhiều vậy? Cao lắm thì 9 đam. Nó cộng một đòn tấn công mỏng rồi. Ủa, có cái đá hồi máu nè. Giờ chết luôn rồi. Nãy giờ đéo đi ý. Đi xài đi. Ủa lộn con rồi. Xài này mới đúng. Ngu gì ngu dữ thiệt. Chơi ngu rồi. À, đi hồi máu cho cái con chịu hồi. Thiệt chưa thấy ai ngu gì luôn. Hồi 6 máu cho con chịu hồi đúng bữa. Không thể tin được. Kể về nâng cấp mà. Mà chưa thấy cái con kia ta. Chưa thấy con nhân vật nào mới. Lancer này tính ra cũng mạnh đó. Nó có khiêu chịu hồi đầu game. Ừ. Select a character. Cho mình hai cái luôn. Ngon thiệt á. Hết cái hang động rồi lẹ đi. Nãy giờ gặp cái xác này không biết bao nhiêu lần rồi. Không. Hình như là nãy tôi nhớ là đọc là có mấy lá ta, 6 lá gì đó. Thấm máu à. Ủa con nào con chịu hồi, con nào con gốc vậy? Ủa không đi qua đó được. Còn áo trắng là con gốc, còn kia còn chịu hồi. Nhưng mà sao nó tới tắm máu không ta?
Rồi đứng ra tăng luôn đi. Hồi một máu. Đến là 4 máu. Select a character. Khăn phép nhiều quá, hàng kia xanh cỏ rồi. Seven. Tướng nhỏ luôn, ban quái luôn. Đi ra. Bị cắn 6 máu vừa còn không chịu hồi được thiệt. The Minotaur King. Hay là bỏ chạy. Thôi lỡ tới đây là dù sao cũng thua rồi. Coi chưa kịp làm gì luôn. Con này toàn giáp luôn á. Sống đánh bên kia kìa ông nội vãi. Nó còn đỡ nữa. Rồi thanh niên độc quá. Thôi đi tiếp cái nữa rồi. Búp búp con mở gì nữa. Trời ơi, giờ mới về thành phố. City. Ủa, về thành phố vẫn chơi tiếp hả? Seven. Trời ơi, mình đi làm anh hùng gì mà lính canh nó giết mình. Không, đợi hồi có khi hồi sinh được thằng nào thì cho nó bú sữa thôi. Nine. Hai kẹt. Một cái đun gì đâu phải nhiều kẹt đó. Giờ một là ăn cái này gold trên 5 á thì mất hết tiền ăn được 500 vàng. Đây hai cái đó thôi. Trên 5 nghe không? 3. Nhân phẩm. 2. Cực họ. Wizard, test your intelligence. 4. Ủa cái gì mới vô nó tự động đánh vậy? Ủa có lá bài hồi máu. À cái bình thuốc ở ngoài. Rồi hai con bao dây nó đập mình bể đầu luôn. Ủa sao đánh hai tôi vậy? Rồi chết luôn rồi. You are no match for my magic. Who dares challenge me? Vẫn chưa mở được nhân vật nào mới hết. Chắc tôi thử một lần nữa nghỉ thôi. À thôi nghỉ đi, mai chơi tiếp. Có gì kiếm cái file save nào đầy đủ vô thì chơi, lúc đấy mới gọi là bắt đầu game. Còn thôi mình cứ lặp đi lặp lại cái bước cài cuốc ban đầu thôi. Gọi là game á, kiểu là máy đào máy nghiền á. Tập lại anh trò đi làm lại làm hoài thì chán lắm. Ok. Cảm ơn anh em đã xem video game này. Thì cũng phê luôn. Đây là cái ảnh nền của tôi mới tạo trên mà wallpaper anh nha. Anh em đã thích có thể lên đó tìm. Thì giờ nhìn kỹ nó cũng hơi xấu thiệt. Cái này ảnh động nha. Anh em nhìn mặt trăng nó quay nè. Mấy cái vì sao chớp chớp nè. Lâu lâu cái tinh thể bay xuống. Cái dòng nước này cũng cử động luôn. Tại tôi để với mà cái tốc độ rất là thấp đó. Nên thấy nó chậm chậm gì. Bye bye anh em.